Các bạn đang bị chê nghèo vì không có nhiều quân huy và trang phục VIP, đừng buồn nhá. Vào ngay shop chiến tướng.com, khi mà các bạn chúng ta đăng ký đăng nhập tài khoản mới vào trong đây thì các bạn cũng sẽ nhận được đó chính là quân huy hoàn toàn miễn phí lên tới 9.000 quân huy các bạn nhá. Khi mà các bạn nhấn vào lì xì quân huy này, ui, ở đây mình nhận được 1.110 quân huy, chưa làm gì chúng ta đã có quân huy miễn phí rồi, rất là ngon luôn đúng không bạn? Và trong đây sẽ có rất là nhiều vòng quay nhận được cực kỳ nhiều quân huy để cho các bạn thoải mái chúng ta lựa chọn nhá. Đường link của shop mình sẽ để phía bên dưới để cho bạn vào chơi và nhận quà vui chơi có thưởng nhá. Hello, xin chào bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Lời đầu tiên thì cho mình xin chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ này và tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Trong video này thì mình sẽ đưa đến các bạn đó chính là những cái mã code mới nhất và các bạn nhập chúng ta nhận quà mã code rất là ngon luôn các bạn ơi. Đó, mình phải ngồi mình chờ mình săn code mãi chúng ta mới có mã code mới nhất cho bạn đây. Mình chắc chắn là rất là nhiều bạn chúng ta không biết là mã code ở đâu rồi, là anh đấy mã code ở đâu thế, thì mã code này là mã code bên những cái sự kiện bên Boza bạn nhá. Bên Boza người ta phát nên các bạn cũng nhớ là có thể qua app Boza để ủng hộ cho Boza mọi người nhá. Ok rồi, thì trong video này mình vẫn có phần quà dành tặng đến các bạn, đó chính là ba thẻ Garena mình để ngẫu nhiên trong clip, nên là các bạn nhớ là xem clip từ đầu đến cuối này, ủng hộ mình một nút like, nút đăng ký kênh, bật chuông. Đó, mình rất là tận tình với các bạn đúng không? Bạn nào đang xem thấy như này mà không tận tình nữa thì cái gì tận tình đúng không? Nên là nhớ là bật chuông. Và chiều nay thì chúng ta lại tiếp tục có những cái mã code mới giới về bộ bậc S các kiểu thì mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn luôn nhá. Đó, có thể là mình sẽ đưa phía dưới phần bình luận video này nên các bạn có thể một tiếng hai tiếng sau các bạn vào xem chúng ta có cả mã code mới chưa, hoặc là mình sẽ làm một cái video mới các bạn nhé. Ok, và trong video thì quân huy mình còn nhiều nên là mình sẽ làm một cái mini game tặng quà skin cho tất cả bạn fan trên kênh của mình. Xíu nữa thì chúng ta sẽ nói qua cái mini game sau các bạn nhá. Đó, nên đừng quên ủng hộ mình đấy. Cái gì cũng đưa đến các bạn sớm nhất và nhanh nhất, mà các bạn không ủng hộ thì nó hơi buồn đấy nhá. Ok chưa? Rồi, và kèm theo thì bạn nào nếu mà thích có nhiều con huy như thế này thì đừng quên là vào ngay shop chiến tướng.com, đường link mình để phía dưới. Khi mà các bạn vào đăng ký đăng nhập tài khoản mới thôi thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều con huy miễn phí rồi. Ok chưa? Rồi, giờ thì chắc là mình cũng sẽ đưa đến cho tất cả bạn mã code luôn để chúng ta nhập và chúng ta nhận quà nhá. Thì 5 cái mã code trong tứ phương đại chiến chắc là rất là nhiều bạn chúng ta nhập rồi, tại vì đưa đến các bạn nhiều quá rồi nên là nhiều bạn chúng ta cũng biết rồi đúng không? Đó, cái mã code tứ phương đại chiến ấy. Còn chúng ta có những cái mã code trong sự kiện SEA Games nữa. Nếu bạn nào mà chưa biết mã code trong tứ phương đại chiến thì chúng ta có 5 mã code đấy, thì có thể xem video trước nhá. Mình có cập nhật rồi đấy, đừng phải cập nhật lại, không là các bạn lại cây cú bảo là ui mấy mã code này em nhập rồi anh đừng đưa đến nữa. Ok, và trong video này thì mình có thêm một cái mã code mới nhất từ Boza và các bạn sẽ nhận được quà rất là ngon luôn nhá. Đó, ok. Và trước khi mà đến với mã code bên Boza thì chúng ta cùng đến với 4 cái mã code bên SEA Games để cho những bạn nào chúng ta chưa nhập trước bạn nhá. Đó, đây à, 3 cái mã code bên SEA Games đây. 3 mã code bên SEA Games các bạn nhá. Đó, thì bạn nào đang xem thì sẽ nhập vào chúng ta nhận quà. Đây là những mã code bên SEA Games nhá. Mã code đầu tiên này, mã code thứ hai này. Đây là mã code thứ hai các bạn nhá. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cùng đến với mã code thứ ba này. Mã code thứ ba bên SEA Games này. Đó, ok, xác nhận này. Nó to vào cơ SEA Games thì nó hơi cùi một chút xíu các bạn. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với cái mã code bên Boza mới nhất và mình vừa mới có săn được dành cho tất cả bạn là người xem nhá. Chúng ta sẽ có hai mã code từ Boza và hai mã code này thì nó sẽ giới hạn lượt nhập các bạn nhá. Nên là bạn nào đang xem thì chúng ta nhanh tay cho vào chúng ta nhập. Còn chiều nay thì chúng ta sẽ có mã code rất vẻ bùa bậc S này. Đó, thì bạn nào đang xem nếu mà chúng ta thích mã code thì mình sẽ cũng sẽ cập nhật sớm nhất và nhanh nhất cho tất cả bạn nhá. Ok chưa? Đây là mã code từ bên Boza bạn nhá. Đây mình sẽ nhập này, nhận quà luôn. Chúc mừng bạn nhận quà từ Boza thẻ đổi tên đấy các bạn. Đó. Nên là mình cũng vừa nhận được rồi đấy các bạn nhá. Đó, mình nhập được rồi. Và bạn nào đang xem thì nhanh tay nhập cái mã code này vào. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với mã code thứ hai các bạn nhá. Đây mã code thứ hai thì chắc là mình cũng sẽ nhập vào cho bạn chúng ta xem qua luôn nhá. Ok, nên là những cái mã code mà giới hạn thì tất nhiên là chúng ta phải nhanh tay chúng ta nhập rồi, không là nhiều bạn lại cứ bảo mình là làm sao mà lúc em nhập thì hết lần nhập mất rồi, thì đó là do mã code có giới hạn mà chúng ta phải chịu thôi. Chứ sau giờ còn những bạn nào nếu mà chưa nhận được thì chúng ta lại chờ trong mã code tiếp theo, hoặc là có 8 mã code không giới hạn đấy các bạn có thể nhập vào. Đây là mã code tiếp theo bạn nhá. Ok, thì chiều nay nếu mà có mã code tiếp thì mình sẽ cập nhật sớm nhất và nhanh nhất tới cho bạn. Nên là chúng ta nhớ lại cho mình xin nút đăng ký kênh, bật chuông
để mình có động lực làm video tiếp theo bạn nhá. Rồi thì tiếp theo thì chúng ta cùng đến với mấy cái mã code mà trong giải đấu tứ phương đại chiến thôi, thì chúng ta vẫn cứ nhập đi cho bạn nào. Ví dụ như là cái nick này chúng ta chưa nhập này, nhiều bạn đang xem chúng ta chưa nhập ấy, thì chúng ta sẽ nhập vào nhá. Ui cái mã code này, nick này nhập rồi à? Thử để mình nhập lại xem bạn nhá. Mã code này là mã code đầu tiên trong giải tứ phương đại chiến này. Mã code thứ hai này các bạn. Đó, mảnh trang phục. À, cái mã code đầu tiên khi nãy mình có nhập thử rồi. Ok, mã code thứ hai rồi đây nhá. Mã code thứ ba này. Đó, mảnh tướng này. Ok, mã code thứ tư này. Rồi, ok, đây là mã code thứ tư các bạn nhá. Chúc mừng quà tướng tứ phương đại chiến này. Quà này ngon này các bạn. Sẽ nhận được dương tướng nhá. Rồi, mã code thứ năm này, giấy vẻ bùa X10 đã hết nên là chúng ta nhận được có vàng 250 thôi bạn. Đó, ok, giải tứ phương đại chiến thì bạn nhận quà như thế thì nó cũng khá là ngon rồi, đúng không bạn? Như thế tuyệt vời luôn rồi đấy. Đó, đó là những cái mã code mới nhất trong ngày hôm nay, có một cái mã code mới nhất và kèm theo ấy thì chúng ta cũng các bạn cũng đừng quên này là chiều nay hoặc là vào những ngày hôm sau thì chúng ta đang còn rất là nhiều mã code mới, mã code ngon, thì các bạn đang xem chúng ta nhớ đăng ký bật chuông để chúng ta gọi là cái gì nhỉ, các bạn nhớ đăng ký bật chuông để nếu mà có những cái mã code mới ngon và chất thì mình sẽ đưa đến các bạn nhanh nhất và mới nhất để cho bạn nhập chúng ta nhận quà luôn nhá. Ok chưa? Còn bạn nào nếu mà muốn có nhiều con huy giống như mình như này thì đừng quên là chúng ta truy cập vào ngay shop trên đường.com, đường link mình để phía dưới. Khi bạn vào đăng ký đăng nhập tài khoản mới thì bạn sẽ nhận được con huy hoàn toàn miễn phí rất là nhiều và cực kỳ ngon luôn bạn nhá. Ok, giờ thì chắc là mình cũng sẽ kết thúc video tại đây thôi. Chào tất cả bạn nhá.